ôi trời, ôi phá rồi. Hello, sorry. Excuse me. Ôi trời ơi. Get lại. Này, mày đi đâu đây? Trời đất ơi. Mày đâu vậy? Tôi đi thi. Đi thi ăn mặc hay gớm vậy trời? Thi gì? Thì đại hội ẩm thực. Trời ơi, ẩm thực. Trời ơi, mày đi đâu đây? Tao cũng vậy. Ai mời mày vậy? Gớm ai mời ăn mặc hay ghê vậy? Trời đất ơi, tao phải hóa trang lắm, tao mới xuống từ cái tàu đây nè, mấy ngàn người vu tao đấy. Thôi lên tàu nghe đi. Trời ơi trời. Nè, đi tàu nó lên bây giờ kìa. Alo. Alo. Đó. Xin chào hai bạn. Ơ? Ai vậy? Ai đấy? Xin chào mừng hai thí sinh. Cái giọng quen quá vậy hả? Đến với cuộc thi đại chiến ẩm thực. Ôi trời ơi, con mẹ Google đó. Ôi này, thế bây giờ bà sao à? Cho tôi đi cái tàu mình nhỏ xí thế này không có được đẹp đẽ mà tí nào cả thế hả? Đẹp này cũng đẹp. Yên tâm, tàu của hai bạn rất đẹp. Ồ. Nhưng không phải tàu này. Mày thấy chưa, tao bảo mà phải tàu to. Bước ra ngoài. Đứng ra, bước ra, bước ra. Nhìn xem bên tay phải. Qua cái mẹ thì đâu có thấy tao tàu. Đâu có tàu to nào đâu. Nhìn đằng trước đi. Đây, nhìn đằng trước này có thấy gì đâu. Bước hai bước. Con mẹ điên à, tao bước hai bước rớt xuống tàu thì sao? Cái ghe này ghe đánh cá của người ta bà ơi. Bước thêm một bước lên thuyền. Ôi, là cái này đó hả? Đánh cá. Đây là du thuyền của các bạn. Trời ơi là trời. Trời ơi, bị hành rồi. Nếu không lên thì đi về. Trời ơi, trời ơi, tao đi trước nè. Quá không? Mày đợi cái này tao xuống coi. Cái gì vậy trời ơi trời. Này, con mẹ cái bồ kia. Mẹ lừa tận tay à, hả phải không? Thế bây giờ có muốn thi không? Thi không? Giải thưởng rất to và hoành tráng. Giải thưởng to kìa. Vâng vâng vâng, em thi, dạ em thi. Dạ. Có thể cho biết giải thưởng là cái gì không chị ơi? Thi xong rồi sẽ biết. Rồi em cảm ơn chị nha. Không to viết tay tôi nha. Đi tới đâu? Ở đảo nào? Đi đâu? Cứ đi đi rồi biết. Mẹ này biết chỗ phải không? Biết trước rồi. Tao biết trước rồi à? Rồi vậy là cứ đi theo mẹ này phải không chị ơi? Đúng rồi, đi nhanh đi, chờ chi nữa, hỏi nhiều quá, hỏi nữa có chuyện à? Rồi, khởi hành, khởi hành. Oh my god. Trời ơi là trời. Sao mày nhớ nhiều trời hành hay sao nha? Gì nữa? Tự nhiên nghe lời của mẹ Google suốt. Mày thấy tao không? Như một con điên thế này. Mà tao cũng ngạc nhiên luôn rồi kìa. Cái gì vậy trời? Ôi, đang để đẹp mà. Đẹp cái gì mày điên à? Này, thế bây giờ tự nhiên rồi mày đại hội gì, hình như mày bị lừa à? Lừa cái gì mày ơi, tự nhiên tham gia cuộc chơi này mày nghe lời của mẹ Google dẫn đi tùm lum ra, nhưng mà chạy như khùng như điên. Tao sợ lắm luôn đấy. Sợ gì? Tao tưởng là bao nhiêu, có nhiều, rất là nhiều người. Mày biết tao thích nấu ăn. Tao tưởng là có nhiều cao thủ tao mới đi thi. Đi thi mà mang cái túi nhiều đó đó hả? Ừ, tao là người rất là hoài cổ. Cho nên cái gì mà Việt Nam mà tao nói là, ê mày đừng có khi dễ nha. Cái gì cũng có trong đây đấy. Tao xíu đựng được cái gì mà nội. Ơ, thế mày không tin á? Ừ. Đấy, ơi, đây có hết. Đấy. Chiếu. Đấy. Chiếu bây giờ vậy đó hả? Đấy, đấy, đấy. Hai hồ mày nằm đi. Đấy. Đấy. Wow, mày hay đó. Đấy, nằm phải đọc sách. Than 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 than. Ơi. Ờ, mày thấy không? Này, tiếng Anh luôn nhá. Đấy, đây thấy không? Mày nằm trong sách rồi, mày này mày thấy chưa? Đã. Và cũng có thể làm cái bàn luôn, mày thấy chưa? Mà bàn phải có như thế nào? Than 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 than. Bông hoa đến bàn cho lịch sự. Trời ơi, mày làm quá luôn à. Nếu mà không có ai chơi thì than 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 than. Trời ơi. Thấy không? Ngồi chơi à, anh đâu hay đó. Đấy, cái bê trong eo của tao đấy, đấy. Cái sáng mẹ gì chị giờ thấy bụng quá. Trên tàu có gì không ta? Có luôn. Than than than. Bánh mì. Ồ, được á. Đó. Tao miếng coi nha. Ghê vậy. Ngon không? Sao hơi lạc hả? Lạc lạc. Than 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 than. Được rồi. Cái giỏ ngầu quá vậy. Trời ơi, giỏ thanh kỳ của tao đó, mày đừng có khi dễ. Thề mày đó. Mày biết tính tao với mày rồi. Ừ. Ăn cay. Con này cũng ướt mày. Than 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 than.
Tao lộn. Rồi, được. Dầu nó cũng cay hay sao đúng không? Thôi đi. Cái sợ quá. Thôi anh như vậy đòi hỏi nhiều quá. Không. Em làm cho anh nước kìa. Không phải. Mày giả vờ rồi mày tí hồi mày khai thác có cái gì trong đây rồi tí rồi mày thi rồi mày thắng tao à? Không nhá. Mà lúc đấy tao mày là đối thủ của nhau rồi. Thì đứa nó có nói chuyện. Tao người lắm mày ơi, mấy mình tao mày đâu. Làm gì có ai? Bây giờ cái ghe có tao với mày à? Cái ghe là đang lật đỡ tao mày thôi chứ còn đại hội là phải đông người rồi. Mày không bị thế mày cứ tin hẳn con Google á? Cái con người. Mày phải là quái sao không đi trời. Cái gì gửi mail á? Bên ban tổ chức kia họ yêu cầu tao gửi cái hình gấp làm poster. Bây giờ phải có máy vi tính á, mình lắp gửi laptop và nó gửi nó nhanh nguyên chất lượng. Máy vi tính á? Ừ. Có luôn. Máy vi tính nè. Ghê vậy hả? Tao như mình thấy không? Tao như là David Copperfield. Sống không? Ủa sống mà cũng phải sợ, phải sống. Sống mà cái máy của mày á, rồi mình tải vào chứ làm gì cho trong máy tao làm gì có sống. Rồi cũng như không có điện thoại tao đâu có điện thoại sống. Ờ thì máy vi tính. Trời đất ơi. Mình lấy mượn sóng của mày á. Mày điên à, là ở đây làm gì cái máy vi tính làm gì tự nó phát sóng mà được. Mượn sóng của tao tao thử gửi mẹ cho rồi đi điên. Ồ thế à? Hai chị hay quá cơ. Đừng tới đi kìa ơi. Ừ. Sắp tới đẹp mày. Tao biết có người không? Có sao không? Đại hội mà không có người được. Tao thấy nó vắng hoe, không có một cái nóc nhà nào hết trơn vậy. Đi ngoài đảo coi có nóc nhà. Thế người ta phải có dân ở chứ. Ủa? Đảo hoang à? Tới rồi. Ok, sắp xếp cho mời nha anh ơi. Mình lo dọn đồ đạc qua đi nha. Tôi dọn vào đây. Chết. Hồi nãy thì tao rút ra nhiều thế mà bây giờ sao mà vừa. Sao bây giờ nó không vừa là thế. Còn búp bê tao đâu rồi? Búp bê mày giữ. Đây này. Trời đất ơi là trời. Ủa? Ơi. Nhanh lên mày lên được không? Bây giờ tao với thằng kia mày đi xuống mình lên như thế nào? Cầm mỹ cái này xuống cho tao cái. Thi mà tự bơi đi mày. Thằng này. Anh uống thì anh ấy thì nhanh lắm. Ủa túi thần kỳ của mày mà. Thì hôm nãy tao rút ra được mà bây giờ tao chưa làm phép để tao bỏ vào. Này, cái gì mà ghê thế nhỉ? Ôi trời ơi, trời ơi. Tao thấy không có người mày à. Thật không, tí nữa thì có người này nè. Trời ơi là trời, không có một bóng người. Trời ơi, kia la đi chứ nhỉ. Trời ơi, tao thấy đảo thì tao đừng là cắm trại đông người chứ sao không có một người nào là như thế nào. Thôi, con Google đảo hỏi. Đảo hoang. Sao ghê vậy má mày ơi. Mày coi Google mày hỏi coi. Alo. Alo Google ơi. Ơi chị mày nghe. Để tao hỏi cho. Chị Google ơi, chị Google. Ơi chị nghe. Chị ơi, em đang ở trong một cái đảo. Nó có mấy cái núi chồng chồng lên nhau. Đúng rồi đấy. Ơi chị ơi, em biết rồi. Đây là cái đảo hoang không có người. Chúc mừng bạn đã đến đúng nơi ha ha ha. Mẹ mày, rồi mày bị lừa rồi. Là sao chị? Chị nói đại hội mà đông người lắm mà không thấy gì ai vậy? Các bạn không biết sao, đang mùa dịch bệnh nên chỉ có người điên mới đến đây thôi. Trời đất ơi, bà bảo tao với mày điên đấy. Trời đất ơi, bây giờ sao bây giờ? Ê, trời ơi là trời. Cuối cùng bây giờ là sao chị ơi? Bây giờ trời ơi là trời. Nó ăn nó hiếp gì không nhà, tụi mang đồ tụi lúc la giờ sao giờ? Hai bạn ơi, nói nhỏ nghe nè, hai bạn tự đấu với nhau đi. Hả? À, trời ơi! Chắc ông kiếm tao cho ông chừa mày. Chờ tao với. Tao với mày đi từ nãy đến giờ là cỡ 10 cây số dọc bờ biển không có một con ma nào ở cả. Trời ơi, bồ điên này sao tao mày bị dính vô cái này vậy trời, không hiểu luôn á. Tao cái ham lại mày cũng ham mày lắm cơ, thì giải thưởng. Thôi dẹp đi, không đi nữa. Đã thôi, tao mệt lắm rồi. Không lôi gì nữa. Con mẹ Google để gọi thế này. Trời ơi. Alo. Alo. Là con chào mẹ Google. Mẹ ơi, mẹ ác vừa chứ mẹ bây giờ mẹ đảo hai đứa con ra một cái đảo hoang như thế này là như thế nào?
Các bạn hãy giữ bình tĩnh, chuyện gì cũng có lý do của nó. Lý do gì mẹ? Lý do gì? Bây giờ muốn có giải thưởng không? Nhiều chuyện quá đi nha. Con đến đây rồi thì con rất muốn mẹ. Dĩ nhiên rồi. Được rồi, ok nha. Ok mẹ Google ơi, thế ok là gì thế nhỉ? Đây là nhiệm vụ tiếp theo, hi hi hi. What? Ủa, nó ngang ngược mình hỏi một câu, nó trả lời một câu. Thôi bây giờ cho biết cái giải thưởng là cái gì đi má, rồi chơi, còn là tao đi bơi. Thế đã chuẩn bị đồ bơi chưa? What? Ý lộn, dụng cụ nấu nướng chưa? Sẵn hết rồi má, trời ơi trong này rồi nè. Mày có gì không đó, mày chuẩn bị gì vậy? Đây là thần kỳ, chiếc giỏ thần kỳ gì cũng có. Thế của mày có cái gì đâu, mở ra coi nào. Ủa, mày chắc bà nội tao chắc. Ủa, mày không mở của mày ra đi, mày kêu tao mở của mày không vậy? Này hai em, bớt cãi nhau lại. Đấy, thấy chưa? Trời ơi, con hàng nó giống như mẹ vậy đó. Cái này tao về tao mua giao tự, tao mua cho mày bằng trang nha, con Google kia. Mỗi thí sinh bị trừ một điểm thanh lịch. Mày thấy chưa? Mày phải thanh lịch lên. À, bạn Google ơi. Sang lên nào em trai ơi. Bạn Google ơi. Ơi, bạn cần gì? Bây giờ mình muốn biết cái giải thưởng là cái gì đó bạn. Muốn biết giải thưởng à? Dĩ nhiên rồi. Kiếp sau đi. Ý nhầm, thi đấu với nhau đi. Nhìn nhau đủ chưa hai đứa? Mình nói chuyện lịch sử xong rồi đó, cộng lại cái điểm kia cho mình đi nha. Ngủ rồi mơ đi cưng. Con cảm ơn chị Google rất nhiều. Chị Google ơi, chị Google kêu bạn thi của mình là bỏ nhiên liệu ra được không chị Google? Đàm Vĩnh Hưng ơi, ok. Ok là cái gì mẹ? Trời ơi trời, tao bảo con kia nó bỏ ra đi. Mày kêu tôi. Trừ Đàm Vĩnh Hưng một điểm vì cục xúc với chị. Trừ như cả mẹ mà trừ luôn, trừ đi. Ôi vừa. Sợ ghê à. Trừ Đàm Vĩnh Hưng một điểm vì tội lanh chanh. Ôi trời ơi, trời ơi, sợ quá rồi. Vậy thì mời Đàm Vĩnh Hưng mở vali ra xem trong đấy có gì. Trời ơi trời, sao tôi bị cái thứ gì đâu không vậy trời. Đời tôi mà dễ nghe mấy đứa này sắp xếp ghê à. Ô, quà không có biết tay tao nghe chưa? Nè đó, được chưa? Cái nồi thì ai mà không có, tao cũng có cái nồi này. Đấy, ôi rồi ôi này đấy. Ô, vua biển nữa à. Thôi ơi, ra đây nấu ăn phải cho lẹ chứ. Ở đó mình ra cái gì? Nguyên liệu của tao đó, vua biển. Ta nói thật luôn, thiên nhiên giữa thiên nhiên như thế này là người ta phải bắt cá ở dưới sông, ăn đồ tươi, thế nó mới là chuẩn. Có ai đời vô cái đảo hoang đem đồ hộp, đồ đông lạnh ra mà ăn thì làm gì mà ngon được hả giời? Mày cá nhiêu, giờ cá như tao, cá riêng nè. Nếu tao nấu xong ăn ngon, à, mày thua tao gì? Mày mắc cười, tao đi đơn giản thế này thôi, tao thích cái gì ở thiên nhiên. Cái gì mà nó tươi, mà hãy tươi là ngon. Thôi nói làm gì, bây giờ tao đi câu cá. Câu cá? Ừ. Mày câu bằng gì vậy? Bằng niềm tin hả? Ôi trời ơi, mày coi nhá. Mày coi này, trong cái nón thần kỳ của tao. Ô, trong cái giỏ thần kỳ của tao đó. Đây. Phật ơi. Đấy. Cái giỏ mày lụm đâu vậy, của Aladdin hả? Mày cứ phải tao là bạn của Doraemon. Thôi tao đi đây. Tao đi câu cá. Cái này có tính điểm không bà? Không có đâu em gì ơi. Ôi con mẹ này đâu có nghe được gì trời. Ôi bà này giống như là cô hồn các bạn thôi. Nghe được khắp nơi hết trơn à. Chắc là mọi người nghĩ là tôi là nổi tiếng rồi, ngôi sao. Ăn sung mặc sướng hả? Không hề nha. Kiểu gì tôi cũng bơi được hết trơn á. Cuộc chơi này quá đáng. Tự nhiên bị cuốn ở đây trời. Có xài được gì không đây? Yeah. Trời ơi, hồi nhỏ là tôi là thiên môn hái sắc dừa, cây dừa, lá dừa rọc ra riêng. Quá nhỏ đối với tôi. Hà ơi Hà! Hà ơi! Hà ơi!
rồi. Đi gội đầu đi, đi xa lên. Tôi ấy, là người thích ăn đồ tươi. Đã đi thi ấy, là phải bắt cá ở dưới biển lên, nấu nó mới chất. Đúng không? Tôi là thích thế. Đấy, bây giờ kiếm cái chỗ nào mà nó vừa đẹp và vừa ngắm cảnh. Rồi mình sẽ ngồi bắt đầu mình sẽ câu cá. Đúng rồi. Tuyệt vời. Khung cảnh rất là hữu tình. Đấy. Phải đi kiếm cái chỗ nào đẹp chứ cơ nào. Đúng rồi, đi xa lên. Đây là kinh nghiệm nhé, mình hay đi câu cá. Đừng có lựa cái chỗ mà đông người. Lựa cái chỗ mà không có ai ấy, thì cá nó mới tới. Chứ đông người quá cá nó sợ nó bay nó trốn mẹ rồi nó lấy gì mà câu. Đấy, bây giờ là chỗ này tia là được nhất. Đấy, bây giờ mình phải kiếm cách phải leo lên nào. Đi lên chỗ đây nhỉ. Ôi giời. Wow, rất đẹp. Rất hoang sơ nha các bạn. Đẹp thật đấy. Bây giờ mình xuống đây à. Một lát sẽ không chừng em câu được cá mập luôn đấy. Em không biết là em sẽ thi cái món gì, em nấu cái món gì thì em bắt được con nào. Đã chơi ấy, chưa cho tới. Thi là không được gian. Không được gian lận. Đấy, ôi giời. Chỗ này được rồi đây. Trời ơi. Ô, được. Đó. Nghe lại. Nó sẽ không thấy đặt bếp của mình. Đấy. Ok. Hà làm được bếp chưa? Hà ơi. Một mình ta giữa trời, đất bao la, biển sâu lặn lẽo, nước không trong, chả có chiếc thuyền bé tẻo teo. Một thằng bé đang ngồi câu cá ấy, bỗng dưng không có, chưa câu được con cá nào. Phải công nhận, cứ ngồi đây các bạn, thơ nó cứ phọt ra. Đấy, phải công nhận làm thơ hay thật. Mang thiệt. Con điên đi đâu mà xa dữ vậy trời ơi. Nó mọi khi là nó yếu lắm. Đi một chút là nó than mệt, nó kiếm chỗ ngủ liền. Ở đâu mà đi dữ vậy nè trời. Hà ơi. Hay là do nãy tôi suy bậy. Tôi kêu đi gọi đầu xa. Hà ơi. Hà cái gì? Trời ơi mày ở đâu lần vậy? Tao đang câu cá đấy này. Ao sâu nặng nghẽo, nước không trong. Hà ơi. Cái gì? Hà làm thơ mà nó cứ nhào nhào hỏi ạ. Em ơi có nghe chăng tiếng mẹ. Ôi trời, mày làm việc gì vậy lâu vậy? Tao đang câu cá. Không có nghe. Mày điếc à? Mày có thấy cái cành câu không? Câu cá hả? Ừ. Mày điên rồi. Trời ơi, thời gian có không mà câu cá. Tao phải bắt được một con cá. Đồ điên, được, trời ơi trời. Mà mày có câu được con cá nào chưa? Sắp rồi, ôi ôi, cá ở đây nó bơi đầy dưới đây mà nó chưa có cái gì? Ăn. Sắp chắc, thôi hả? Chắc ta phải hát một bài nó mới lên nó ăn hay sao ấy. Bóng bóng bang bang ơi. Nên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chứ ăn cơm hầm, cháo hoa nhà người. Ta chưa từng thấy ai mà đi ra ngoài biển ngồi câu. Mà mặc cái áo lè lẹt như vậy. Đội cái nón tím rìm luôn à. Mày điên à, ngoài này nắng lắm, chẳng có ai nhìn cả. Có tao với mày trên đây thôi thì cần gì phải đẹp. Có cá rồi, ôi trời ơi cá. Ui, ui con cá nó, có cá rồi. Cá nó, ôi trời ơi con cá to lắm. Ui, con cá thôi to lắm kia, trời ơi. Cá đó. Ô, cá mập. Ôi trời ơi. Ôi giá trời cho đứt cần câu, đứt lưỡi, đứt dây đi. Ôi, đi nấu ăn mà mất thời gian quá. Chết mẹ. Rồi, không có gì hết. Ôi, chưa. Nó ăn mẹ hết mồi rồi. Thôi đi, không biết kiến thức cái gì hết trơn rồi á. Ngồi đó phơi nắng, đội nón được. Giữa trưa câu cá vô hồn. Kệ câu qua câu lại. Mày làm thơ đi, mày làm câu tôi làm câu. Không. Thôi mẹ ơi, mày đừng có rảnh nữa. Đi vô đây nó cho miếng cá nè. Cho miếng đồ ăn nấu nè. Tao không có cần, tao không có thích cái kiểu đó. Mày đi vô cái đảo hoang,
mày nấu cá thì mày phải làm một cái con gì đó, nó phải thật là thiên nhiên, nó phải thật là tự nhiên chứ. Thôi, ở đâu ra. Thôi mày cứ câu tiếp đi he, tao về nấu trước he, đừng hỏi tại sao tao thắng he. Kệ mày, tao sẽ bắt được một con cá thật to và tao sẽ nấu một món ăn thật ngon để thi với mày, để xem coi ai thắng. Ngồi câu đi he. Mày đi về đi mày ơi. Đèn he. Rồi mày ngồi đó mày câu đi nha. Tới chiều nha con. Nấu không xong là thua. Đừng hỏi tại mày, sao mình thua. Công nhận. Em có thằng bạn nó bị điên. Nó mệt, nó lắm luôn, nó mệt mỏi. Nó ăn rồi nó cứ kiếm em ơi, chuyện. Tao nhìn xa xa thấy già dữ lắm. Khổ lắm các bạn ơi. Có thằng bạn già, tội nghiệp, chả ai chơi cả. Em mà không chơi với nó, chó chơi nó, em biết thiệt luôn đấy. Đấy, chơi em mệt lắm, khổ lắm các bạn ạ. Không có hợp gu. Em thì thích thiên nhiên, cái gì tự nhiên thì em thích. Còn nó thì là phải sắp xếp, phải ngăn nắp, phải như thế này, phải như thế kia. Ôi trời, kệ nó đi. Cái gì mình thích thì mình cứ chơi. Đấy. Mẹ có con cá này sao nó không chịu ăn nhỉ? Mày thích đấu với tao à? Cá cờ kiếm nha, cái lường. Cá cờ kiếm là một loại cá không phải dễ tìm. Nhưng mình ăn cái lường của nó còn ngon như thế nào nữa. Có quá nhiều người giống như con Vũ Hà, thấy không? Cứ nghĩ là cá đông lạnh là không tốt. Cá đông lạnh này là người ta bắt từ ngoài biển đánh bắt á, là ở dưới lên một cái là xuống đông lạnh liền, âm 20 độ liền, âm 30 độ luôn đó. Chứ không hề mà đơn giản mà nghĩ lơ mơ này kia. Đó suy nghĩ đó xưa rồi nha. Công thức cũ nha mọi người, nguyên vật liệu y như cũ luôn ha. Có cà chua nè, thơm nè. Cá cờ kiếm là một loại cá có thể nói là ăn xong không muốn ăn cá nào nữa hết. Thề luôn á. Đó, giữa Quang Du ha, thử thách với tôi à. Còn nhiều đồ chơi lắm, phải lơ mơ một món vậy đâu. Trời ơi. Câu cá. Mày ngồi mày chạy. Đây. Ôi. Tao ngạc nhiên về mày luôn á nha Hà. Gì? Mày thấy không? Với cái nguyên liệu của mày nhá, tao sẽ làm một món nhá, ngon gấp vạn lần nhá. Rồi ôi, đông biển với đông lạnh. Vậy hả? Tao chấp mày nấu trước luôn đấy. Lo đi kiếm củi, củi lửa làm bếp đi. Ồ. Úi giời. Xa xa. Vâng. À, hôm nay thì Vũ Hà sẽ nấu một món mà hôm nãy con cá ấy, thì em câu được một con cá, con này gọi là con cá gì ấy nhỉ? Cá chim. Và nguyên liệu thì cá chim thì bây giờ mình sẽ nấu ngót. Và nguyên liệu của chúng ta gồm có là thang 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 đã, đã thấy chưa? Canh này thì nó có các nguyên liệu sau. Đây là lá cần tây, còn đây là trái thơm, thế và đây là cà chua, tiêu, bột ngọt, bột nêm, rồi đường, rồi cái nước mắm, nước tương dầu hào đấy, và đây là nước, và đây một cái nồi đất nấu canh ngót ngon tuyệt vời. Chứ ai như bên kia, ngoại sẽ dạy cho các con cách nấu làm sao cho ngon với một cái món rất là dân dã, canh ngót cá chim. À, tiếp theo là dừng cái bếp lên. Ok. Là kinh nghiệm xương máu bao nhiêu năm ở với bà ngoại nè. Hái từ lá dừa xuống cái nào sẽ mau trái nhất. Đó. Đây. Nước gần sôi rồi. Ta phải giữ lửa cho nó sôi liên tục nè. Sôi cả đi, bỏ cà chua thơm vô liền nè, đúng công thức luôn nha. Nhưng mà hôm nay là nấu kiểu Robinson ngoài trời cho mọi người thấy. Ở hoàn cảnh nào, dù ở đâu thì cá của vua biển cũng sẽ là bạn đồng hành của các bạn một cách dễ dàng. À, nước của tao đã sôi. Nước của tao đã sôi. Đấy. Không những sôi mà sôi đúng. Tao sẽ bỏ cà chua cho trước.
đúng công thức cũ nha mọi người ơi. Nè, cà chua nè, thơm nè, vô trước nè. Đó. Vẫn khoan bỏ cá nha mọi người, cá bỏ sau cùng nhớ không? Thơm bỏ nhiều vào cho nó có mùi chua chua nè. Ôi chua chà. Đó, đúng kiểu luôn ngày xưa nè mấy bà con, thấy không? Đó. Đi ra hoang đảo hả? Chỉ cần mang theo một con dao, một cái bật lửa và một cái điện thoại. Trời ơi, dọn giờ này chưa nấu bắp bếp lên nữa là nấu khi nào mới ăn cha. Đây, bây giờ con cá tao đã sạch và đẹp, tươi nguyên. Đấy, nhìn rất là trẻ trung và sôi động nhá. Sôi động có mày, sôi động thiệt, tao công nhận. Ê Hưng ơi, tao không có cái tay để kéo quần. Ôi ôi à, chờ xíu đi nghe, tao bận lắm mà ơi. Trời ơi, ôi trời ơi, quần tao đã tụt xuống rồi. Rồi. Rồi bây giờ thì sao Nguyên? Thì sao? Giờ đem cái đổ hả? Ở đây mà tao thấy mà toàn là đá to thế này rồi, gạch đâu mà có. Thì kiếm đường vòng đi hà. Nguyên cái hoang đảo này không lẽ ba có ba không có qua gạch cho mày. Ủa, giọng phù thủy đâu mà cười. Ghê vậy. Tao mắc cười. Hả? Tao thiết nghĩ là tao đâu có bị điên mà tao phải đi kiếm đá làm gì nhá. Bởi vì tao đã có túi thần kỳ, một chiếc túi thần kỳ. Qua đây xem. Qua đây. Con này nghi ngờ lắm nha. Ừ. Sáng giờ nó thần kỳ cái gì cũng lấy ra trong vỏ nó hết trơn á. Này đây đây, đây đây xem này, này. Than 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 than. Đó. Than 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 than. Đây. Than 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 than. Thôi mày ơi. Ba cục gạch bị lụm tầm bậy tầm bạ cho nó xong bỏ trong vỏ mày hù hù tao thôi. Cái thứ gì? Mày nấu bằng cái gì? Bằng củi. Củi đâu? Thang 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 thang. Ít à? Thang 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 thang. Thang 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 thang. Nấu cho chín nha, bằng như lá củi nha. Một lá tao nữa tao vừa nấu tao vừa rút ra. Thôi, mày hay, mày coi chừng mất cái vỏ đó cho tao. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bắt tay vào nè, đun lửa và mình sẽ tạo thành một cái bếp. Mình sử dụng bột nêm nha. Nè nè, với cái nồi canh như vậy bỏ cho 4-5 muỗng bột nêm thôi để cho nó có cái vị trước đã, rồi mình coi nặng nhẹ ra sao. Dễ lắm, món hương dễ nấu kinh khủng luôn, nhanh lắm. Chú cha ơi, sao mà nó ngon quá vậy hả Hưng ơi? Rồi, sau khi gia vị xong, ok, mình bắt đầu cho nguyên liệu chính của mình vô. Đây, cá cờ kiếm vua biển, vô, and, hết luôn. Xong, nắp lại lại, đó. Đấy, chúng ta phải cắt trái cà chua ra thành làm 6 miếng. Và chúng ta phải đếm này, xanh lão bệnh tử, xanh lão bệnh tử. Thì mình bỏ cái chữ tử đi, bỏ, không bỏ vô. Đấy, mình chỉ lấy xanh thôi, đấy. Thì chúng ta cứ thế mà, đây này. Xanh này, lão bệnh tử, xanh lão bệnh. Bỏ luôn, đấy. Rồi, cắt làm đôi. Này, xanh này, lão này. Đấy, cái xanh lão thì chúng ta lại bỏ vào. Đấy, cái xanh lão bệnh bỏ, xanh lão bệnh tử này, bỏ. Vậy thì với cái nồi này thì chúng ta nấu khoảng chừng 3 trái cà chua là đẹp. Rồi ôi, lửa bây giờ đã bập bùm lên rồi. Thì chúng ta bây giờ chúng ta phải bắt cái nồi lên. Từ sáng tới giờ, thứ gì cũng lấy trong này ra. Con này nghi lắm luôn nha. Rất bình thường. Có mẹ gì đâu. Bún. Thôi con này nó xạo rồi. Con này nó có trò rồi, lừa đảo rồi. Đấy, bây giờ mình cho một tí dầu vô. Cho một tí dầu vào. Đây, che lại gió nè, đó, hay không? Mình ta một chút xíu. Đó. Rồi tí mình cho sau. Cắt một số thì là bỏ vào.
Ủa Hà ơi, mày có ăn cắp con dao của tao không vậy Hà? Con dao gì mà ăn cắp là như thế nào? Con dao. Con dao. Sao kỳ vậy? Nhiều thấp. À, mày thử coi kiểm tra trong cái gì thần kỳ của mày đó. Con dao tao trọng không vậy? Mày cho tao mượn cái kéo đi, có không? Kéo á? Ừ. Này. Kéo. Trời ơi, trời Phật ơi. Gì đấy mày ngạc nhiên nãy giờ tao còn từ nãy giờ cả đống này tao lấy ra được còn được mày còn không ngạc nhiên bây giờ lên cái kéo mày làm gì mà ngạc nhiên ghê thế. Ngạc nhiên xong ngạc nhiên tao mới. Thôi được rồi, được rồi, đi đây. Đi đây tao mượn đi. Nhanh đi. Hôm nay tao thấy mày mượn dao mà. Mày bà trợn nha, tao mượn dao mày đưa kéo ra nha. Bây giờ tao thích cho mày mượn dao mày lấy không? Được, cái gì cũng được hết trơn á. Thanh 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 thanh. Ôi dễ sợ quá luôn á, cái vỏ dạo này hay quá à. Hay không? Hay. Tao ngồi ngược gió hay sao á, trời ơi khó quá, tao không làm ăn được gì cả. Ở đâu ra cái vỏ nó không biết nữa, trời. Rồi rồi rồi. Trời ơi, nó nám hết mặt tao mày. Bây giờ chờ nước sôi rồi bắt đầu mới là cho vào. Mình sẽ cắt một ít để tí nữa cho mình nêm vô. Các bạn ơi, cái món này nhất định là phải có thì là nha. Hành lá nhiều càng tốt. Trời ơi, nó thơm quá. Ôi trời, cái chỗ một cái túi thần kỳ thế. Than 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 than. Đã. Thần kỳ hoài à, trời, con điên này ở đâu ra. Mình rõ ràng mình kiểm tra không hề có cái gì thần kỳ hết trơn á. Nghi lắm luôn á. Rồi. Sôi chưa nhỉ? Oh, oh yeah. Rồi. Oh, trời ơi, sao mà nó có thể ngon dễ sợ vậy trời. Nè, vị thơm của thì là ha. Vị chua của cà chua này, của thơm tiết ra cộng với thơm ngọt tự nhiên của cá vô biển nữa. Thì trời ơi, chỉ có mà huy chương vàng. Ôi, thế mày nấu xong chưa? Trời đất ơi, củi lửa thì nấu hai đầu giống như là cái đòn gánh. Cái cây gì chọt ngang vậy, phong thủy là không có tốt đâu nha. Đúng không thì nhưng mà bây giờ người ta ngồi ngược gió. Không có ai mà làm cái bếp phong thủy vậy chứ á. Ba cái hòn đá nó không có bằng nhau là một. Rồi cây chọt ngang chọt dọc giống như là xiên ở trong hông mình vậy đó. Mẹ nó ở giữa rừng như thế này, ở giữa một cái đảo hoang không có người nào cả. Mà bây giờ mày bảo tao là phải phong thủy à. Nhìn đi đánh giá đi. Tôi là thấy là tôi lắc đầu rồi đó. Không chấm được rồi đó. Bì chú ngắn. Chừng này rủi rồi còn chưa nấu được cái nồi canh ra, hồi không canh được cái nồi gì. Mình nấu ra sao bao nhiêu cho đủ. Còn mày đó. Mày nấu xong chưa? Chờ lãnh giải thôi. Cái gì? Chờ lãnh giải thôi. Nói lớn lên thanh niên là đâu có lớn. Chờ là... Thanh niên nói to to lên. Nói nhỏ như thế này thì không có ai ưa đâu. Vậy hả? Ừ. Như tuổi người ta ấy, thì người ta cũng làm ông này bà nọ, cũng là kỹ sư bác sĩ hoặc là tiến sĩ luật sư, chứ đâu có phải là giờ này mà đi thi nấu ăn. Mà cái tuổi này nếu mà có đi thi nấu ăn ấy thì cũng là bếp trưởng hoặc là chủ nhà hàng, chứ không phải là sơ phơ sất phất nghe lời con Google xong rồi ham là tham lam với cái giải thưởng xong rồi đi thi nấu ăn ở một cái nơi hoang đảo không có ai làm chứng. Mày đang chửi mày hả? Cô ơi, cô lớn tuổi rồi ha. Cái gì cô mắc kẹt ở chỗ nào vậy? Cô lấy ra giùm đi, trời ơi. Cái gì mà vô nhà người ta chê quá trời chê hà. Coi kìa, củi lửa tắt rồi kìa, còn có phụ cô không cô? Tao này không có nhiều, mà đi về nhà mày đi. Còn mấy con củi gì nữa, tại sao mày đang cháy thì mày nín nó như thế nào? Đó. Nín bố chúc mày. Vô ăn ở trơn á, viên dùng. Mơ cái viên kẹt ở trong đó đi cô ơi. Để ối sôi nước sôi, đấy. Giờ mới cho cà chua vô hả? Cà lạ chua nãy rồi. Ờ, à, nấu lạ ghê luôn á. Công thức thì nấu ngược quá. Cà chua là nãy cho vô trước rồi. Tí mình cho thêm vài trái cho này xanh này. Cho bé xanh vô, cho bé lão vào. Bé tử không cho, cách bên đây. Ờ, không phải đặt phong thủy nữa, âm lịch quá. Mày im đi mẹ ơi. Không có ai nấu bếp mà ngay đầu gió hết trơn á. Mày phải lấy nguyên cái thân của mày ra đây mày che gió lại nè mới được. Mày im đi, để cho tao nấu. Một chút xíu bột ngọt. Là cái gì? Chút xíu muối. Thôi ôi. Bột nêm. Trời ơi. Đợi nó sôi lên rồi bắt đầu mới nêm nếm. À cho nó phỏng miệng chơi đúng không? Không. Im đi cái mỏ lại đi. Mày đừng có giả vờ mày đánh tấm làng mày để cho tao. Mày luôn á. Tôi là tôi thấy không chấm được rồi đó. Tôi lắc đầu rồi đó. Nấu ăn thì lo phần nấu ăn đi. Mà mang quốc nhật nhõng nha nhõng nhảnh. Mặc quần rách. Rồi. Mệt mỏi lắm rồi. Vì tao lỡ nhận lời con mẹ Google chứ không tao nghỉ chơi, tao không chơi chứ tao chơi cái trò gì ấy. Củi lửa kìa, mày nhúng lửa lên cho nó cháy lên đi. Từ mẹ ơi. Thì mày lấy cái kìa, cái chỗ kìa, chưa chưa chân mày kìa. Nó đang cháy nè mày.
cái lá riêu người ta nấu xong mới để cái lửa nó mức độ ở đó. Ở ngoài đường nó không phải ở trong nhà, mày sẽ sấy phừng vô cái mặt mày, mày hiểu không? Nhưng mà ít ra nó phải sôi chứ. Mày im đi mày ơi. Trời ơi, đi ra giữa đảo hoang mày cứ nghĩ đến một người giữa đảo hoang mà tự nhiên có mà câu được bốn cá mà nấu được cái món như con này thì ai ai hơn tao? Còn mày mày đem luôn một cái vali đồ ăn hơn đó, cho mày biết tao khẳng định luôn đó. Mày đem từ ở trong bờ ra. Ủa, nhận lời thách thức để đi thi một cuộc đại hội phải có sự chuẩn bị chứ. Tao nói từng tuổi này là còn vậy hoài là vậy đó. Cái người đầu bếp giỏi là phải canh được thơm, cà chua dư bao nhiêu là bao nhiêu đủ, cá bao nhiêu cho đủ, câu kia con cá cho cố sát à, cá nhỏ đầy xong đầy biển không câu, câu vừa vừa thôi cái nồi cái ép không cá cho bự rồi mày đổ xong đầy biển cái đuôi đó ai ăn à. Có con nào thằng nào mà ra câu mà phải lựa cá, con nào nó ăn rồi mới lấy không hả? Vậy mới hay, mày rảnh mày làm được, mày có con bự quá mày thả xuống đó, cho người ta sống. Mày có nên nhớ là tao nãy giờ 3 tiếng tao mới câu được nó nhá. Ồ, thì là vậy ha. Là có nó là tao mừng rồi. Ừ. Ở đấy mà lựa đấy. Tao nói tao ngồi đây nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi nha, chưa thấy cái nồi mà nó sôi nổi luôn đó. Nếu thi nói xét về thời gian là mày thua tao chắc rồi, mày không chấm được mày rồi đó. Hồi nãy con mẹ Google không nói thời gian nha. Có tính nha ông Hà. Nói phiên nghiệp quật ha. Em đàng hoàng với chị Google, em có chửi động chạm gì chị nha. Em có đào mồ cút mã gì chị hết trơn, chứ đừng có trừ điểm em nghe. Kệ em nha, hi hi hi. Ôi trời vừa. Thế chị Google ơi, thế chị có thích cái nồi canh của em nấu hay không chị Google? Em rất là thiên nhiên vậy, em rất là hoang dã. Kệ em luôn a hi hi. Đau lưng quá mẹ ơi. Mày nói với cái gì? Canh ngót nấu ăn với bún. Bún đâu? Mày đưa cái giỏ thằng kia đây. Mày tìm bún đúng không? Tao thấy có gì đâu nè. Mày đây 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 đây. Nó phải có chủ nhân chứ, mày hiểu không? Này. Than 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 than. Thôi. Đây gì, về đi, về giùm tao cái. Này, về đấy, cho đấy. Không trừ điểm gì đâu, cho một cộng điểm luôn. Đi về đi. Mày về đi cho tao đâu. Kỳ quá vậy ta. Có gì đâu. Con này ngày chắc ngày xưa thì không bao giờ đọc chuyện tấm cám hoặc là chuyện ngụ ngôn hay là cổ tích gì cả. Hay thiệt, công nhận với nó hay quá. Khó hiểu. Đó. Món bún cá huyền thoại của Đàm Vĩnh Hưng nè mọi người ơi. Nhớ không, nhớ không? Múc cà tô nè. Đó. Chị Google ơi, đây đã xong rồi đấy. Hà ơi, khi nào mới xong vậy? Hãy kệ nó đi. À, bún cá vô biển nha. Dù ở nơi đâu, địa phương nào, hoàn cảnh nào, không gian nào, thì bún cá vô biển vẫn mãi mãi trường tồn. Trời ơi là trời, giữa rừng thiên nước độc như thế này, người ngợm ở đâu ra mà thi đấu? Chị Google ơi! Dừng lại ông ơi! Chị ở đang đâu vậy chị? Nhìn lên trên đi ông gì ơi! Đi tiếp 300m nữa đi a hi hi hi! Trời ơi, chị đừng có đọc giống như cái thằng mà đi, để kiếm cái nhà vệ sinh nha! Anh gì ơi, đi thẳng! Rồi, đi! Đi đến 200m nữa quẹo trái. 200m rồi sao nữa thì chị ơi? Để chị suy nghĩ một tí. À có rồi, đi thẳng. Ôi ôi. Dừng lại nào em gì ơi. Nhìn về xa xăm trước mặt. Đi thêm 300m nữa hi hi hi. Trời ơi, mà nói đi đại 600m lúc đầu đưa đi mà nói. Trời ơi. Đi thêm 300m nữa, rồi đi về luôn. À không, sẽ thấy một đống người. Cái gì? À tôi thấy được kìa, thấy được kìa. Hai người lận bà ơi, chứ phải một bóng là bà. Hai bóng lận. Phải cặp này không? Đúng rồi. Hello hai em. Ý ra, đó, chín rồi. Úi dồi ôi, nóng quá. Úi dồi ơi. Một bún cá ra. Không. Mình là Đàm Vĩnh Hưng. Đây là cái món cá vô biển mà mình hay nấu. Thì hôm nay mình đang thi đấu với lại người bạn của mình là nghệ sĩ nhân dân Vũ Hà. Anh nấu đằng kia kìa. Thì mình có sự quan sát của mẹ Google, ban giám khảo, giống như đặt camera khắp nơi vậy đó.
thì cần bạn ăn thử và kiểm chứng thôi cái món của mình nó như thế nào nha. Mời bạn thử đi nè, lấy cái chén này, cái tô nè, chén múc nè, đó, bún cá vua biển. Bạn cứ nói chung thật nha. Rất ngon, về cá rất là mềm. Chào hai em. Dạ. Ồ, anh Vũ Hà. Ồ, hai em thấy không? Hai em bây giờ hai em thấy hai cái món này nó khác nhau như thế nào? Món chắc... của anh Hưng là món, còn này món gì đấy? Bún cá vua biển. À, bún cá vua biển. Còn đây là cái món canh ngót dân dã. Đấy, ở miền Nam hay nấu. Cá tươi mới câu luôn ở dưới biển đây đấy. Em ăn như thế nào em? Dạ, em thấy cá này ngon, cá tươi. Ngon, dĩ nhiên là phải có ngon hơn và ngon thua kém đúng không? Đó, thì em cứ nói công tâm thôi, giữa hai món này sẽ thích ăn món nào hơn? Ủa sao như mớm cung ấy nhỉ? Thôi mớm cung, mình đã hỏi chung cho bạn luôn đấy chứ. Em thấy món cá của anh Hưng ngon. Không, tôi, em không tin, bây giờ hỏi con mẹ Google đi. Ủa bố mẹ còn hiển linh hơn là mấy em ở đây đấy. Chị Google ơi, xin chị hãy nếm thử một ít nào. Đây là cái nước này chị ơi. Ừ, cũng được đấy. Chị Google nếm của em này, đấy. Cá tươi, nguyên si ở dưới biển mới bắt lên, chỉ cắt đây 2 tầm, 2 tiếng đồng hồ. Còn cá của nó hả, là người ta bắt chứ đâu mấy tháng rồi. Nếm xong rồi em ơi. Ngon không cô chị? Cũng tạm thôi em ơi. Cô lỗi của mày là gì? Cũng khá được. Không có chữ khá, cũng được. Được còn hơn là tạm. Tao là cũng tạm. Bây giờ hai em nghe chị nói nè, giờ hai em thi tiếp đi rồi biết. Ôi, là sao chị bây giờ phải có kết quả chứ chị? Thực khách tiếp theo nhận xét đi chứ, ăn quài. Thực khách tiếp theo, rồi còn em trai em sao? Em thì thấy món của anh Vũ Hà, đấy, nó cũng rất là ngon. Đã. Nhưng mà nhưng mà em lại thấy cái món cá của anh Hưng thì nó rất là thơm mà nó... Thắc nó... không tin, cầm dùng bạn. Ôi cái gì thế? Tôi thử chứ tôi tức lắm. Như thế nào để xem như thế nào, nó có giống cái của tôi không? Sao còn đi, tôi ăn một miếng cá, im đi. Không hề. Một miếng cá không hề có xương. Trắng. Thơm, sạch sẽ, mềm, dai. Rất thơm. Béo. Sao nào nói câu công tâm nghe nè. Xin lỗi, từ hồi nào đến giờ không thích cá hộp hoặc là cá đông lạnh, nhưng không bao giờ nghĩ ra là cái là cá gì đây, cá cờ kiếm. Cá cờ kiếm nó thơm. Tôi xin thua. Món ngon vật lạ của tôi không phải là dở. Không, món của ông cũng ngon không ạ? Thơm đấy, lắm. Thật ra nhưng mà vì cái cá của tôi nó ăn nó giống như một miếng cá bình thường giống như mọi người hay ăn thôi. Còn thật sự đây là lần đầu tiên tôi ăn được một miếng cá nó thơm. Tôi rất là sợ nha. Thiệt luôn, thật tình trong lòng luôn là cái nghĩ đến cá mà họ đông lạnh hoặc là cá ở trong hộp đây bình thường không bao giờ ngon bằng cá tươi. Nhưng tôi không nghĩ nó ngon như vậy. Tôi xin miếng nữa nha. Ôi tôi quá hạnh diện. Đó là lời khen ngợi cao nhất khi bạn ăn thêm một miếng nữa của tôi. Ừ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn bạn nhiều lắm luôn á. À, lần sau về nhớ cho tôi xin mấy ký này nha. Tôi chúc bạn, nói thật luôn, tôi chịu thua. Chị Google ơi. Chấp nhận luôn. Chấp nhận cái gì chị, nói cho rõ ràng đấy chị, khẳng định cho thế giới biết đi chị ơi. Ok, Vũ Hà thua tan tác luôn rồi nhen. Chị đừng nói gì đau lòng bạn em. Thế thì thôi, coi như là bây giờ là cuộc chơi là chấm dứt, đúng không? Ừ, quà là cái gì chị ơi? Không, có quà. À, quà hả em, tính sau đi. Vừa lắm, thôi đi đi, thôi đi đi. Đi đi. Thì đó, tao nói mày cứ ham, cứ nói cái dù cá tươi, cá tiết, rồi mệt quá. Nhưng mà mày thấy tao mới khổ sở chứ bộ, tao không phải nỗ lực của bản thân mà. Cái gì nỗ lực, nỗ gì? Nỗ lực. Nỗ lực là gì? Nhưng mà con cá của tao nó cũng ngon, mà tao vẫn đang tăng con mẹ Google, hình như nó có thiên vị ấy, mày hiểu không? Cái vị con nhận của mày là hơi ngọt thiệt. Cái gì? À ơi, trời ơi, để tiền cá của chị. Trời ơi, chị ơi, chị mua đá cho em qua bờ để em trả cho chị. Thôi trả tiền cá, chị đi mấy cái đảo rồi mới gặp được em. Trời ơi, cá gì vậy chị? Cá chim. Cá chim gì? 200 ngàn, nhanh đi, thôi đưa tiền cá cho chị. Chị, đợi cho em chút. Gì? À, cái gì? Cá chim gì? Tiền cá chim buổi sáng tao mua mà. Trời đất ơi, trời. Sao mày nói mày câu? Thôi chị xin đi em. Dạ, xin đi em giải quyết vấn đề nhà gia đình, chị đợi em xíu.
Sao mày nói với tao mày câu là mày đi câu giữa ngoài biển? Mày điên rồi, tao giả vờ, tao giả vờ, tao giả vờ. Từ nãy đến giờ mình mấy tiếng đồng hồ mà chưa câu được con cá nào. Em đã thủ sẵn một con, nó đâu có biết, đúng không? Bây giờ em đi về em nấu đi, đấy. Ta thật là thông minh. Trời đất ơi, sao mày... cho chị xin tiền cá đi em. Bao nhiêu chị? 200. Rồi chị bị ác hôm bữa, em tính em có 80 ngàn à. Ôi con cá chim mắc lắm đó em à. Có hả? Nó tươi lắm một đó ký, một ký đám chỗ. Nó tươi đó, em nấu món gì cũng ngon hết đó. Thôi đưa đây cho chị đi. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì nữa? Tao làm gì có tiền. Tao không có mua cá như mày. Mày nè nha, buổi sáng đi ầm ầm nó quên mẹ không có đem cái gì hết trơn. Mấy cái này làm gì có tiền. Cho tao mượn đi. Trời ơi, khen quá, mất uy tín ghê quá hả? Ơi, xấu hổ quá đi thôi à. Cái gì đâu mà xấu hổ. Mà chị ơi, chị, em đã nói với chị là một lát em đi ra. Thôi, cho chị xin tiền cá để chị tìm em biết bao nhiêu lâu từ sáng đến giờ đó hả ơi. Dạ, thôi. Được rồi. Bao nhiêu vậy chị? 200 tiền cá. Con cá gì 200 lượng hả? Đây là tiền cá nha anh Hà, còn tiền ghê. Chị ra đảo đi tìm em nữa 150 nữa. Eo ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi chị, bà kia gớm dễ sợ luôn á. Trời đất ơi chị ơi. Chỗ chị chặt đẹp vậy trời. Không, ghê là chị. Thôi chị ơi, tụi em đâu có đi làm. Em còn 80 lấy đây đâu thôi này. Bắt nợ nha. Eo ơi, mày làm xấu hổ quá. Đâu có đi đâu, bình thường mà. Thôi. Tại vì sáng gấp quá. Chơi thì chơi cho nó công tâm đi. Cái gì mà đi một cái thì gắn vô xong rồi nó đi câu. Làm nó la không giết anh hỏng nó luôn vậy đó. Mày bắt cười không? Mày cá thì mày cũng có sẵn mà. Thì tao đã dặn mày rồi. Muốn cái gì ưng thì tao cho nè, đưa nè. Trời ơi, cái gì mà qua ngồi câu rồi phơi nắng rồi lung lan thôi. Thì tao để giả vờ vậy cho nó hay á. Để cho mày thương á. Thương cái gì thôi đi mày ơi. Alo. Biết ai sao? Trời ơi, cái tên của bà nổi hiện lên nè. Cái chuyện gì? Tao biết là bây giờ mày đang, mày ngồi, mày đang, mày đắc thắng. Rồi mày có thể, mày đang, mày gì nát, mày nghe nhạc tao hưởng, mày vui chú. Thì dĩ nhiên rồi. Nhưng tao không thể nào cam tâm mà thua mày trận như vậy được. Rồi sao? Rồi sao giờ? Tao từng nghe mẹ, bố mẹ tao nói một câu. Té chỗ nào thì đứng lên chỗ đấy. Cái câu đó nhiều người nói lắm mày. Nhưng phải mình mẹ mày nói đâu. Nhưng mà bây giờ nó vào cái trường hợp của tao rất là đúng. Cho nên tao muốn thách đấu lại với mày. Tại chỗ đấy. Thách đấu cái gì nữa? Hà ơi, bây giờ đi ra ngoài là cực lắm luôn. Nắng nồi đen muốn chết nè. Tao đã về đâu? Ôi trời đất ơi. Là sao? Thì tao đã về đâu? Tao đang ở ngoài đảo mà. Điên rồi, mày xạo đi. Mày không tin à? Lúc mà bà tao lên tàu xong rồi tao nhảy xuống rồi có ai thấy đâu. Tao tức quá, tao làm sao tao về được. Mày nói giỡn thiệt hay giỡn chơi vậy? Thiệt, trời ơi, nhà chủ khán giả đẹp quá. Mà tao nói người ta năn nỉ tao ở lại chơi một bữa. Mà tao ở lại xong tao mới đến tối không, tao buồn quá. Thế là tao quyết định kêu mày ra đây đấu lại. Mà đợt này nhá, mày mà xung mà mày bảo đảm luôn. Mày không đấu lại tao đâu, vì bượt vừa rồi tao ỉ y. Tao không có chuẩn bị gì hết trơn. Thế nên tao mới bị thua. Đó, cho mày biết cuộc sống lúc nào cũng phải không được ý, không được chủ quan. Thì tao quên nỡ dại. Tao quên là tao đang đấu với nói mày. Lại coi, lỡ dại. Tao nỡ dại. Thôi, bao nhiêu lần rồi tao biết rồi. Ok, tao sẽ chiều ý mày một lần nữa. Và tao sẽ khẳng định cho mày biết là mày sẽ không bao giờ nấu ăn lại tao đâu. Rồi ôi là trời. Na, mày nên nhớ nha. Ngoài cái con Google điên khùng nó chỉ tầm bậy tầm bạ, mà tao nghe lời cái con điên ấy mà tao mới bị thua. Ngày mai tao sẽ không nghe lời con đi quên. Con dở hơi biết bơi Google. Bây giờ mày làm sao? Muốn cái gì nói rõ ràng ra coi. Ngày mai mày phải xuất hiện trên đảo. Nguyên vật liệu không được đem theo. Tất cả mọi thứ tao sẽ nhờ một vị bí mật. Rồi hai đứa không hề biết gì hết cả. Rồi bắt đầu phải nấu lại. Tao mới chịu. Chứ không phải là nấu ván vớ vẩn giống cái hôm vừa rồi. Cái này vừa là tao thua tao tức lắm. Vì ông bà ta nói té chỗ nào thì phải đứng lên chỗ đấy. Tao kiếm luôn mấy cái người hôm vừa rồi mà khen đồ ăn mày ngon. Và bây giờ tao muốn với những người ấy, họ phải biết tao là người nấu ăn ngon hơn mày.
Được rồi, mày đợi đó đi. Bây giờ tao phải gọi điện thoại. Giờ này là tối rồi. Quỷ điên, tao sẽ nhờ người để bút tàu. Đúng giờ tao sẽ hiện hồn ra đó gặp mày. Mày chuẩn bị đi nha. Chuẩn bị băng bó vết thương một lần nữa đi con. Ơ, mày điên. Tao mày nên nhớ là tao chỉ nằm tao chờ mày thôi nhá. Ồ, hãy đợi đó nha. Hãy đợi đó đi. Rồi, chơi thì chơi mày. Bye bye. Để Mỹ nói cho mà nghe. Đấy. Úi dồi ôi, đấy, quý vị thấy không? Em phải là... buồn quá à mày. Có chuyện gì làm hết trơn. Kiếm cách chọc nó chơi thôi. Ngày mai em sẽ bày trò, em sẽ hại nó. Đâu có thua dễ dàng như vậy được. Ok. Đón xem tập 2 của Đại Chiến Ẩm Thực vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2020 trên kênh YouTube Đàm Vĩnh Hưng.